Con bà đào bà con à, đào rồi bà con biết hết rồi đúng không? Nhưng mà có những cái chuyện này có thể bà con quên hay là không nhớ, đào nó có tác dụng là phá huyết, dễ sợ chưa? Nên người bệnh như vậy là không ăn được nha bà con. Xuất huyết nè, người có bệnh xuất huyết nè, giảm tiểu cầu nè, là không ăn được đào nè, nóng trong người nè, miệng khô nè, đau họng nè, chảy máu cam nè, là cũng không ăn được đào, suy nhược cơ thể nè, không ăn được đào. Ngoài ra ăn được là tốt hết. Một ngày ta ăn một quả thôi, ta ăn 6 ngày là nghỉ một ngày. Cũng có người gọi là một ngày ăn một trái thôi đó bà con. Nó có lợi là độc tố khỏi thận nè, nó tốt cho mắt nè, tốt cho tiêu hóa nè, nó duy trì ổn định cân nặng, bổ sung vitamin E, nó tốt cho xương, đường ruột, giảm sưng, viêm, giảm. Một ngày một trái ha, một ngày một quả cũng được. 6 ngày là nghỉ một ngày. Bồng cày bà con ơi. Đó bà con à, đào nó có tác dụng như vậy bà con, dù bà con không nên ăn nha. Bởi vì tác dụng của nó là nó phá huyết nè. Nên những người bị như vậy không ăn nha bà con. Xuất huyết nè, giảm tiêu cầu nè, nóng trong người, miệng khô, đau bụng là không ăn còn nữa chảy máu cam, suy nhược cơ thể đó, còn là tốt hết nha bà con ơi, bà con vui vẻ mạnh khỏe nha bà con ơi.